Giấy phép của bác sĩ chữa trị đã bị thu hồi và ngụy tạo hồ sơ y tế, và cô ta đã bỏ đi nên em không thể dùng cô ta để làm nhân chứng đâu. Cái gì? Đừng nghĩ em có thể chạy trốn. Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào sao? Thậm chí nếu anh có mất mọi thứ mình có, anh cũng tuyệt đối không từ bỏ em. Anh sẽ phải giết em trước khi em ra đi, hoặc cùng lắm chúng ta cùng chết nhau. Anh điên rồi, phải, anh điên rồi. Có người nào yêu mà không điên đâu. Em là người khiến anh phải làm chuyện này. Làm ơn bỏ tôi ra. Tôi sai rồi. Tôi không cần gì cả. Nên hãy buông tôi ra đi. Anh đã bảo em, đó không phải là lỗi của anh. Nếu em cứ làm như thế này, anh có thể giết Ji-won thật đấy. Sun-ji, đó là những gì em muốn hả? Thôi khiến anh phát điên đi. Sao cô có thể đến đây chứ? Chúng ta cũng chẳng làm được gì nữa, nên giờ hãy sống cùng nhau đi. Sống cùng nhau ư? Bố à, bố định kết hôn à? Mẹ kế của con, chú định kết hôn à? Chúc mừng chú nha. Này, đừng có hiểu nhầm. Cái bà này, ý ta là cái người này, Jolie, Angelina Jolie. Các cháu đã ăn chưa? Ta không biết làm cái gì khác, nhưng ta rất giỏi nấu nướng và dọn dẹp đấy. Giám đốc Go. Không đâu, đừng có làm gì cả. Mặt mấy đứa thế là sao hả? Chúng tôi không có quan hệ gì cả, đừng nghi ngờ chúng tôi, không có gì hết. Chúng ta không có gì sao? Tôi đã bỏ nhà đi vì cái tên Brad Pitt này đó. Ông phải chịu trách nhiệm với tôi. Khoan đã. Không phải như thế mà. Cảng Liêm Cha Ban ở Thái Lan sao? Gia Đông nói rằng giám đốc Nam đã gửi một thứ gì đó từ nơi đó. Vậy cậu không thể tìm được rồi. Cảng Liêm Cha Ban là cảng lớn nhất ở Thái Lan đấy. Có vô số xe tải lớn ra vào mỗi ngày, làm sao chúng ta có thể xét hết tất cả chúng chứ? Vậy chúng ta có nên tìm giám đốc Nam không? Nhân tiện, cậu nghĩ gói hàng đó là gì? Sao lại dùng tàu chứ? Hắn ta buôn lậu gì sao? Ma túy? Vũ khí sao? Vì Sun Jae và Park In Do có dính líu đến vụ này thì chắc hẳn đó là có liên quan đến chuyện ở Thái Lan 5 năm trước. Cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu giám đốc Nam mang thi thể chủ tịch cha về, hắn ta sẽ dùng tàu kiểm tra tất cả các tàu xuất phát từ Thái Lan đi. Có vẻ như ông ta di chuyển một mình. Ông ta không liên lạc với bất cứ người quen nào. Hắn ta còn tệ hơn cả Seo Jin-taek. Chúng ta phải làm gì với Seo Jin-taek đây? Sẽ ra sao nếu ông ta nói ra chuyện giám đốc Nam? Hắn ta sẽ không có gan đó đâu. Đến thời điểm thì chúng ta sẽ xử lý hắn. Giờ cứ để vậy đi. Min Sun-ji đang làm tốt không? Có ạ. Có vẻ anh ta rất bận rộn. Cũng phải thôi. Nếu thi thể chủ tịch cha xuất hiện lúc này, cậu ta sẽ mất tất cả mọi thứ đã gây dựng. Vì vậy cậu ta phải rất lo lắng rồi. Thậm chí nếu cậu ta tìm thấy giám đốc Nam, cứ âm thầm theo dõi ông ta đi, can thiệp khi thật sự cần thiết.
Chủ tịch cha. Maria, 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 Maria. 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 Phim được thuyết minh bởi fptplay.net. Ông đã nhận được tin nhắn rồi đúng không? Tin nhắn sao? Chúng tôi đã tìm ra người giúp đỡ giám đốc Nam ở Thái Lan rồi ạ. Cũng đã kiểm tra chuyến tàu và ông ta chắc hàng rồi. Gọi cho Mizuji. Nếu ông muốn biết thi thể của chủ tịch cha ở đâu, thì hãy gửi 10 tỷ vào tài khoản ngân hàng này trong vòng 2 ngày. Chuyển tiếp tin nhắn. Con vẫn còn ngủ sao? Cảm thấy không khỏe à? Được rồi, chắc hẳn là con cần thêm chút thời gian. Có cần đi khám bác sĩ không? Cứ nghỉ ngơi đi.
Bố của chủ biên Seo Jin Tak đang bị truy tố đúng không? Ông không có liên quan gì đến chuyện đó đúng không? Ta có nghe. Vậy con đã gỡ bỏ hiểu lầm về ta rồi chứ? Con đừng lo. Ta chẳng có liên quan gì đến những chuyện xảy ra trong gia đình của cha Ji-won. Không phải ta. Tôi không nói gì nhiều, mọi người ăn ngon miệng nhé. Chúng ta không có gì hết, con biết mà. Qua hôm nay là sinh nhật ai sao? Ai bảo cô làm nhiều món ăn phụ quá vậy? Cô định khiến cho chúng ta phá sản hay sao hả? Sao lại nấu nhiều thức ăn đến thế? Đàn ông gì mà cứ cằn nhằn suốt thế chứ? Cảm ơn vì bữa ăn. Ăn đi nào. Nghe mùi hấp dẫn quá. Đây là thịt bò. Món này là trứng cuộn. Đây là rau chân vịt, là dương sỉ. Món này là rễ cây hoa chuông. Cá phi lê. Tiểu thư muốn ăn gì trước nào? Em nên vào trong chứ. Em ăn gì chưa? Vào trong đi nào. Có chuyện gì thế hả? Em xin lỗi. Sao thế? Em xin lỗi, Black. Em xin lỗi. Woojin, con đến rồi à? Con không cần đến thăm bố đâu, bố sẽ được thả ra sớm thôi. Giám đốc Nam hiện giờ đang ở đâu? Làm sao mà ta biết được chứ? Sao mọi người lại cứ tra hỏi ta thế? Bố. Sao bố lại làm thế? Tại sao? Làm sao mà bố có thể làm ra chuyện như thế? Chủ tịch cha. Thi thể chủ tịch cha đang ở đâu? Ta cũng không biết. Bố ạ, làm ơn, ta thật sự không biết mà. Cái tên khốn đó Nam Sung-gu đã giấu nó ở đâu đó rồi. Vậy thật sự bố cũng có liên quan. Con không thể tin được chuyện này. Lát nữa tàu sẽ đến. Chúng ta chỉ còn có 3 tiếng đồng hồ. Khi tàu đến tìm kiếm toàn bộ hàng hóa và tất cả các xe tải lớn chúng ta nhất định phải tìm ra. Tàu Thái Lan thường đến Incheon hoặc Busan. Xét từ tin nhắn của giám đốc Nam thì chắc chắn là cảng Incheon. Tôi nói danh là chúng tôi không có thời gian cơ mà. Chúng tôi sẽ phân tích bức ảnh này trước. Hãy giúp chúng tôi đi mà. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, thi thể của chủ tịch cha sẽ biến mất. Cảnh sát Choi, sao các người lại đến đây? Chúng tôi nhận được một tố cáo liên quan đến vụ việc từ 5 năm trước, có liên quan đến chủ tịch cha. Ai đã gửi bức ảnh này? À thì... bức ảnh đó.
Tôi đã xóa nó rồi. Giám đốc Park Indo, khi mình có cơ ngơi làm ăn lớn thì người ta thường muốn lừa mình thế này thôi. Nếu mỗi lần như vậy đều phản ứng lên thì không giữ vững việc làm ăn đâu. Tôi không chắc là ai đã tố cáo, nhưng tôi không biết gì cả. Cậu có mang lệnh bắt không? Đi thôi. Giờ con bé đang ở đâu? Không được rồi. Em nên đi trước đi, em sẽ ở bên anh. Em nhất định phải nhìn thấy tận mắt. Em thật sự muốn biết Park Indo thật sự có cấu kết hay không? Dân là tôi đây. Tôi đã báo với cảnh sát nhưng không thể đảm bảo được gì. Phía bên đó ra sao rồi? Tôi nghĩ nó đang ở cảng Incheon. Suzy đã cử rất nhiều thuộc hạ đến đây. Nhưng tôi nghĩ thùng hàng của giám đốc Nam vẫn chưa đến. Quản trị viên pháp lý của xây dựng Sungwoo, Cha Ji-won. Sao giám đốc Cha Ji-won vẫn chưa đến? Có chuyện gì thế? Giám đốc Min Suzy. Tôi cũng đã nhận được tin nhắn. Nhưng tôi đã xóa chúng rồi. À, đã xóa chúng sao? Tôi rõ ràng đã nhìn thấy chủ tịch Cha được quả táng cách đây 5 năm. Tôi phải nói rằng tôi không hề đánh giá cao thái độ hung hăng của anh. Về chuyện này chút nào, cấp trên của anh có biết chuyện không? Chúng tôi làm chuyện này là vì đã nhận được trình báo. Tôi về làm công việc của mình được chưa? Tôi có cuộc họp. Ôi, điên mất thôi. Sao anh không thể đi Incheon? Thuyền sẽ sớm cập bến thôi. Chúng ta không có thời gian đâu. Chúng ta phải kiểm tra hết các thùng hàng. Phóng viên xeo, cậu không biết sao? Tôi phải báo cáo với cấp trên trước chứ. Tôi không có quyền điều tra mọi chuyện đâu. Chúng tôi phải tuân theo hệ thống của mình nữa. Thế nên tôi mới cầu xin anh thế này. Min Suzy đã hành động rất lạ từ khi Cha Ji-won quay về. Anh là cảnh sát mà anh không có bản năng sao? Thật sự anh cứ như thế này sao? Được rồi, tôi sẽ đến đó với người của tôi. Tôi sẽ đánh giá tình hình ở hiện trường và báo cáo cho cấp trên. Mang máy ảnh đến đây, nhanh lên. Hình như Cha Ji-won đã đến đó rồi. Cảnh sát đang theo đuôi của chúng ta, tốt hơn là phải nhanh lên. Chúng tôi không biết số của thùng hàng, chúng tôi không tìm hết được. Tìm Cha Ji-won trước đi. Tôi sẽ lo chuyện tìm thùng hàng. Dân, tôi biết rồi. Cha Ji-won đang ở đây, tìm hắn đi. Nhanh lên, dân. Ở đây rất nguy hiểm, đi nào. Sao thế? Đã chuẩn bị tiền xong chưa? Tôi phải kiểm tra thi thể trước. Số của thùng hàng là bao nhiêu? Tôi sẽ xem đó là lời từ chối thỏa thuận. Đợi đã. Tôi sẽ đưa cho mọi thứ ông muốn. Nói chuyện đã. Kim Swan. Anh có đưa cảnh sát khác đến không? Tôi vô hình đấy hả? Sao không chào tôi một tiếng? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Chúng ta nói chuyện nhanh một lát đi. Cô là Kim Swan. Cô không có liên quan gì đến Park Indo. S-
Anh đã nghe chuyện xảy ra rồi có phải không? Dân, đợi một lát. Dân, Black à, Minh Sơn Di đang trên đường đi. Chắc hắn đang muốn gặp giám đốc Nam, đừng mất dấu hắn. Đến trạm xe buýt đi. Ừ, chúng tôi đang theo dấu hắn. Hắn đang đi vào trung tâm Incheon chứ không phải cảng. Trung tâm, ừ. Hắn đâu rồi? Hắn biến mất rồi. Ôi trời ơi. Black à, tôi nghĩ là hắn biết chúng ta theo dõi hắn. Chúng tôi mất dấu hắn rồi. Hình như Min Sun-ji đã tìm được giám đốc Nam. Chúng ta không thể để mất thời gian như thế này được. Nếu Min Sun-ji đã tìm ra giám đốc Nam trước chúng ta, tất cả mọi bằng chứng sẽ bị xóa sạch hết. Ui, cậu muốn tôi làm sao đây? Cũng phải có cách nào mới được chứ. Tôi không có lệnh bắt giữ hay gì đó. Điên thật mà. Con đã chọn con đường đi. Đừng bỏ cuộc mà hãy theo đuổi nó đến cùng. Mất thời gian quá. Tiền bối vẫn chưa được sao? Nếu như không đến trong 5 phút nữa chúng ta không thể phát sóng được. Sắp được rồi, cho tôi vài phút nữa thôi. Có rồi, Black. Này, Jinson ạ, dân. Mang lấy đoạn phim này đi, dân, nhanh đi. Cánh cổng đến thị trường Iran đã mở ra và những dự án bị hạn chế đến Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu đang có một cơ hội mới. Đây là tin mới về vụ việc một người đàn ông đòi tiền sau khi đánh cắp thi thể của chủ tịch Cha, người đã chết 5 năm trước. Về vụ việc này, con trai của chủ tịch Cha quá cố, Cha Ji-won, đã thu lại tin nhắn dành cho nghi phạm. Đây là tin độc quyền. Tôi là Cha Ji-won, con trai của chủ tịch Cha Ji-won quá cố. Nam Sung-woo. Thi thể của bố tôi, ông không cần trả lại. Dù là 5 năm trước hay thậm chí là bây giờ, bố tôi chắc hẳn đã chịu nhiều đau đớn. Xin hãy tha lỗi cho con. Tôi nghĩ điều này là tốt nhất. Ông đã kéo bố tôi vào trò chơi. Tôi sẽ tìm ông. Nam Sung-woo, hãy trốn trong bóng tối. Trừ phi ông muốn bị bắt, hãy chạy trốn suốt đời đi. Ông sẽ nhận ra sự khủng khiếp là như thế nào. Mỗi ngày, mỗi ngày, ông sẽ sống trong đau đớn và hối tiếc. Tôi sẽ đuổi theo ông cho đến cùng khi tôi vẫn còn sống. Đừng bao giờ trả lại thi thể của bố tôi. Hãy nhớ lấy, tất cả các người đã giết bố tôi. Các người không còn nơi để trốn chạy nữa. Mọi người đang xem đoạn băng này đều sẽ là nhân chứng. Tôi trong cơ hội cuối cùng, hãy tự thú đi. Thế nên mới nói, anh đã xem tin tức rồi, chúng tôi cần trợ giúp mà. Chúng ta không có thời gian nữa đâu. Anh nghiêm túc đấy hả?
Anh không sao chứ? Tôi mong anh sẽ tự thú. Tôi cho cơ hội cuối cùng, hãy tự thú đi. Thư ký Hà, số thùng hàng là 찾았어? Tìm ra chưa? 어떻게 된 거야? Cậu có được gì rồi? Tôi đã gửi cho anh số thùng hàng, anh phải hành động nhanh lên. 문자로 보낸 컨테이너 번호 확인하고. Kiểm tra số thùng hàng rồi tìm ngay đi. 찾아. Nhanh lên, dân. Cậu sẽ không thể dùng được tay chân. Không được. Anh sao thế? Không sao chứ? Tôi bị chuột rút. Tôi không sao, anh đợi ở đây đi. Tìm ra rồi.